Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cách thiết kế vỏ ruột máy xông hơi cho các bạn. Cái phần thiết kế bên phần điện thì mình phải làm một cái quy trình riêng. Chứ bây giờ mình làm bên cơ khí đi. Bây giờ mình cho các bạn xem là đây là cái ruột máy xông hơi nha. Chiều dài là 3 tấc 7. Chiều ngang là 1 tấc 2. Và chiều cao là 2 tấc 1 nha các bạn. Đó, cái mặt này, đây là cái ống xả đáy, đây là ống ra hơi. Ở đây các bạn đặt cái ống này cao hơn phân nữa, cao lên chút xíu đi cũng sao, trong đoạn này đừng có thấp dưới đây thôi, hơi cao cao đi được rồi, đơn giản bình thường. Ở đây là ba cái lỗ ren phi 21 để là dặn ba cái ti dò nước vô. Ba cái ti dò nước này là mình phải tiện bằng cây tiếp lông nha các bạn. Tiếp lông chứ đừng có xài bằng nhựa nha, không được nha. Tiếp lông là nó chịu nhiệt tới 250 độ. Nó mặt đằng đây cũng hạ cái mặt vô đây, mặt ram đi thôi. Rồi đây các bạn muốn xài cái điện trở 32 hay là điện trở 49 đó, bị điện trở 49 nè, phi 49 nè, thì cái lăng 49 32 thì hai cây, ví dụ hai cây hai bên đi đó, thì các bạn muốn sử dụng sao sử dụng, mà mình làm nên sát đáy đó, đừng có hở lên thì nó chiếm cái diện tích nước nhiều quá đó, thì thành ra là nó bị nhiều nước quá nó lâu sôi đó. Mình làm sát đáy nha, cách cái đường hàng thôi, nó đơn giản vậy đó. Rồi bơ qua cái phần vỏ thì các bạn thay vì mới nãy là 1 tấc 2, bề rộng nó là 1 tấc 2 nè, 1 tấc 2 đây, ở đây đó, mình làm 1 tấc 7, bề rộng là 1 tấc 7 nè. Đó, chiều cao chiều dài nó chứ đó, chiều dài nó là 4 tấc 7. Mới nãy này cái này là 3 tấc 7, 3 tấc 7 mình trừ hao ba cái răng nè các bạn, để khi mình dặn vô á nó bị chạm điện á đó, mình làm phải dài hơn đó, dài hơn là 4 tấc 7 ha. Đây là 4 tấc 7. Rồi chiều cao của nó là 3 tấc 3. Nó mới nãy là cái chiều cao này là như đây đó, này là 2 tấc 1. Mình làm trên đây rộng, lý do rộng là mình để máy vô đây nha, để máy lộn đây. Mình còn khoan đây, khoan 3 lỗ ở mặt này nha các bạn, khoan 3 lỗ để cho 3 cái ống này ra nè ha, 3 ống này ra, khoan 3 lỗ ở mặt này. Rồi xong mình phải cắt một cái mặt cái cửa vuông này nè, để mình thay điện trở á, mình cắt cửa vuông này mình chưa cắt đây, đặng mình thay điện trở mình dặn điện trở ra đó. Rồi cái này cái dĩ nó còn nằm, mình thiết kế là cái thùng này nha. Rồi đó, cái dĩ này mình chưa bắn vô đó, là mình thiết kế 2 cái dĩ, một cái dĩ trên dĩ dưới, là một cái dĩ trên ở giữa là mình lắp thiết bị điện vô luôn. Hình dung vậy nè, mình để thùng vô cái vỏ. Rồi xong rồi mình đập cái này lên nè đó, mình còn khoét 3 cái lỗ này nữa, khoét 3 cái lỗ này cho nó lú lên đó, khoét 3 lỗ lên. Rồi xong đó, ở trên đây là công tắc tơ re mực nước qua cái domino đó mình bắt ở trên đây, hệ thống điện mình bắt trên đây ra, rồi mình mới hãy tại sao mình làm thở đó, thở vậy là nó để cho nó chống phần này nè, nó mát cái bộ phận điện mình á. Đây mình còn khoan cái lỗ đi ra, dây điện đi ra, mình tùy mình bên đây cũng được hay bên đây cũng được, mình khoan lỗ nào cũng được là có dây điện đi ra được rồi đó. Rồi cái dĩ này á thì mình khoan 3 lỗ ở cái đầu này, cái dĩ này khoan 3 đầu này, rồi khoan lỗ đây chỗ này là 1 lỗ này cho nó dây điện đi xuống đây, đặng đấu dây điện trở nha các bạn. Đó mình thiết kế đơn giản vậy đó, bạn xem kỹ là làm được thôi đó. Mình muốn thiết kế tại nhà mình một cái máy gì đó, hay là mình làm hình dung vậy thôi, mình làm kiểu khác cũng được đó. Mình làm rộng chủ yếu là để cho bảo vệ phần điện cho nó mát chỗ này nè, nó chống như này nè. Rồi thôi mình xin kết thúc video nha các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi quy trình làm thiết kế vỏ ruột máy xông hơi. Bye bye. Rồi xong rồi mình chụp lên lại nha các bạn, mình chụp lại là đại khái như là hoàn chỉnh cái máy xông hơi đó. Này mình chưa bắt chích gì trơn á, chưa có làm đó. Cái này là cái chụp bên ngoài, khi mình tháo máy xông hơi là mình dỡ cái này ra.
mình thấy hoàn toàn hết trơn luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Hiệp. Một lần nữa Hiệp xin cảm ơn. Xin chào, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye.